Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt bông hoa tuyết nhiều tầng nha. Tiên mình sẽ chuẩn bị giấy. Bạn sẽ cắt bỏ phần lá thường. Bạn gập đôi tờ giấy lại như này. Tiếp tục gập lại nhé. Mình sẽ dùng chị Trang cho ỉa. Tụt quần đông xuống hàng. Vén áo đít em đấy nha. Người ra đít đấy. Duy vào phòng một tím lấy giấy rồi em. Ỉa tí nữa đi. Mình sẽ cắt thứ từ trên này xuống. Chú cho em. Sạc mất rồi. Tiếp tục các bạn cắt xuống nhé. Mình sẽ cắt làm nhiều lớp hoa nhỏ bên trong nha. Đây hoa của mình rất là nhiều tầng. Đây là mình kéo này. Trang sách ra ngoài kia thì thôi. Mình dùng kéo này vút vút những cái bông này nó xuống. Mình dùng kéo để tạo cho nó độ cong nhé. Những cái cánh còn lại mình gập nó cũng vuốt cho nó cong xuống. Các cánh còn lại mình cũng làm như tương tự.
để cái cánh trong nó vào đúng điểm tâm này nhé. Cánh sau nó sẽ đè lên cái cánh còn lại. Mình sẽ cắt thêm một bông nữa. Mình được bông thứ hai nhá, mình sẽ bỏ bông thứ hai ra. Bạn sẽ để chéo bông thứ hai này. Mình sẽ để chồng đè lên như này nhá. Bạn sẽ trồng cái bông hoa này lên phần trên. Vậy là mình đã được một bông hoa tuyết rất là to nhé. Mình sẽ dùng băng dính hoặc là hồ dán cố định lại. Mình sẽ cố định lại. Mình dùng băng dính hai mặt hoặc là hồ dán nha. Vậy là mình đã được một bông hoa tuyết rất là to các bạn nhé. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.